Long An Dấu Yêu xin kính chào các anh chị và các bạn. Hiện tại Long An Dấu Yêu đang đứng ở trên cánh đồng lúa Long An. Đó, hình ảnh chiếc máy gặt lúa của người ta cắt vào buổi chiều. Đây còn một chiếc máy cắt nữa đang bị hư, anh em đang sửa. Cho leo lên đây ngồi ngồi tí xíu nè. Dạ hả? Ai? Đi lên. Trời ơi, lên lên. Đó, vàng sới. Răng ghê chưa? Lên lên. Rồi, ngồi trên cái máy. Trời ơi, leo lên cái máy nó cũng khổ. Mình không quen. Rồi, lấy nào để bước ra. Nó khổ vậy, thôi chắc leo xuống rồi. Quá trời chim én rất là vui. Mùa xuân tới rồi, chim én nó về.